Alo. Dạ. Cái dao Minoxidil này ở bên Master Linh Thảo Điền, lấy một bộ kit thở, một bình oxy với lại mang theo đồ bảo hộ cần thiết nha. Một, hai và nhiều người dân là các trường hợp F0 nữa trong những ngày qua đã kịp thời được hỗ trợ các bình oxy để vượt qua giai đoạn cực kỳ khó khăn này. Hoạt động nằm trong chương trình cấp đổi và cung cấp bình oxy miễn phí tại nhà trên địa bàn thành phố Thủ Đức, thành phố Hồ Chí Minh. Do sự tài trợ của Tổng Công ty Phát Điện 3, Thành đoàn thành phố Thủ Đức phối hợp cùng Đoàn khối cơ sở Bộ Công Thương tại thành phố Hồ Chí Minh tổ chức bắt đầu từ ngày 20 tháng 8. Trong những ngày giãn cách cao điểm này, các trạm oxy được bố trí tại 3 trạm y tế phường và trung tâm y tế thành phố Thủ Đức đã phát huy tác dụng rất lớn. Tại các trạm đặt ở y tế phường, luôn có 4 bạn sinh viên tình nguyện túc trực. Các bạn ngoài được huấn luyện đầy đủ về chuyên môn còn được sự hỗ trợ của các nhân viên y tế, nên khi người dân có nhu cầu cấp thiết sử dụng oxy, có thể gọi qua số đường dây nóng sẽ được tiếp ứng ngay. Các bạn tình nguyện viên này là sinh viên của những trường đại học cao đẳng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thay vì ở nhà hay về quê, các bạn chọn góp sức cho thành phố chống dịch bằng khả năng của mình. Lúc mà em gọi về gia đình, em gọi mẹ ơi con đi hỗ trợ mọi người nha, thì mẹ cũng rất là buồn, mẹ cũng là khóc, mẹ nói là nếu mà con bị gì rồi sao, thì là mẹ em cũng giải thích là tất cả mọi thứ, thì sau đó mẹ cũng mừng, mẹ cũng đồng ý. Thì rất là buồn vì khi mà họ phải chịu cái cảnh khó thở mà nhân viên y tế chưa đến kịp cho họ, thì em mang cái bình oxy đó như là cứu trợ thêm một con đường sống cho họ nữa. Như cái cảm giác mà khi mà mình giúp họ, cái cảm giác của mình là rất là vui, không phải là nó sướng, rất là sướng trong lòng luôn. Xem họ như là người thân trong gia đình mình thôi, cố gắng được phút nào để cứu được họ luôn. Sau phát động cái chương trình thì đã có nhiều ca đã được các bạn thanh niên tình nguyện xử trí, có những ca là đang cấp cứu khó thở của tình trạng Covid-19, thì các bạn đã vận chuyển nhanh cái bình oxy đến. Nhất là tối hôm qua là đã có một ca vào lúc 21:30 các bạn đã vận chuyển bình oxy để giúp cho bệnh nhân kịp thời thở và liên hệ với lại trung tâm y tế để đến hỗ trợ cho bệnh nhân đưa đi cấp cứu. Bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Xuân Hải, Phó Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Thủ Đức cho biết, mặc dù địa bàn rộng nhưng nhờ sự chủ động hỗ trợ kịp thời của các lực lượng y tế, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều mặt trong công tác phòng chống điều trị Covid-19 đã đạt những hiệu quả khả quan. Tới thời điểm hiện nay, sau khi mà triển khai đội cấp cứu lưu động á, thì riêng cái đội cấp cứu của Trung tâm Y tế thành phố khu vực 2 đó là cấp cứu trên 60 lượt bệnh nhân phối hợp với địa phương. Còn tại các cái địa bàn các phường á, thì trạm y tế là cái nơi cấp cứu ban đầu, thì đối với trạm á, thì hầu hết là đêm nào ngày nào thì cũng từ 5 đến 6 lượt bệnh nhân có cái nhu cầu cần hỗ trợ về y tế, đặc biệt là các cái ca dương tính trên địa bàn phường, người lớn tuổi trở nặng trên địa bàn. Thì đối với các trạm y tế thì cái nhu cầu bình oxy nhỏ tiện lợi này thì góp phần rất nhiều cho cái công tác mà duy trì cái tình trạng bình thường và sức khỏe cho người dân trên địa bàn. Trong thời gian tới, đặc biệt là những ngày còn lại của đợt cao điểm giãn cách xã hội này, theo bác sĩ Hải, toàn bộ nhân viên y tế tại trung tâm, y tế phường và các trạm oxy sẽ hoạt động liên tục, đảm bảo người dân khi có sự cố về sức khỏe sẽ được cấp cứu kịp thời.